kênh Lan Thanh TV. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Thư chồng gửi vợ trước khi đi cách ly. Em không nghe lời, anh bó tay. Trước khi cả nhà đi cách ly, ông Tức Tu Hà, 61 tuổi, đã kịp gửi lời dặn dò đến vợ của mình, bà Nguyễn Ngọc Mai, 59 tuổi, kèm câu kết, coi xong xé giấy giùm. Sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2, gia đình của ông Tức Gia Vinh, 21 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện dương tính. Họ phải ở trong nhà trong vòng 5 ngày trước khi được chở đến bệnh viện số 7, thành phố Thủ Đức để cách ly tập trung. Nhà mình ở tập thể, mẹ mình hay đi lại nên ba lo, bắt mẹ ở yên trong phòng. Lúc ấy mẹ không nghe, cứ đi xuống nhà, trong khi chị em mình lại đang bị sốt. Hôm trước khi được đi cách ly, ba không nói nổi lên nên viết một bức thư gửi cho mẹ. Nhưng đến lúc cách ly xong về nhà, ba mẹ con mới phát hiện ra. Anh Vinh chia sẻ. Trong thư gửi vợ, ông Hà viết: Mai à, em tưởng anh sướng lắm sao? Ở ngoài được đi qua đi lại. Vì anh cứu con mình nên làm thuốc xông hơi và mật ong, nên hai chị em nó hạ sốt. Mật ong anh mới cho đắt tiền lắm. Nếu em không nghe lời anh nói, em bị nhiễm luôn, anh cũng bó tay. Cho nên em phải cẩn thận từng giây từng phút, ở yên trên lầu cho anh. Có cần gì thì gọi cho anh. Mấy ngày nay anh nói hết lời rồi. Coi xong xé giấy giùm. Sau khi được Vinh đăng lên mạng, bức thư nhận được cư dân mạng hưởng ứng vì sự quan tâm của người cha dành cho vợ và gia đình. Nhiều người bật cười vì câu kết, coi xong xé giấy giùm, rất dễ thương của ông bố. Một số hình ảnh hài hước đã bảo xé rồi, còn đăng lên mạng, người ta giỏi bây giờ. Vinh cho biết, sau hơn 10 ngày ở khu cách ly, ba mẹ con có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và được cho về nhà. Bố của Vinh mắc COVID-19 sau khi nhưng bệnh tình trở nặng nên đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Trong thời gian từ 16 đến 26 tháng 7 tại khu cách ly, Vinh kể rằng cậu chỉ bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C. Nhờ tuổi còn trẻ và sức đề kháng tốt, Vinh đã khỏi bệnh sau hơn 10 ngày. Hiện cả gia đình vẫn đang cách ly tại nhà 14 ngày và theo dõi sức khỏe. Tính tới cuối ngày 29 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 4.592 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp lên đến 81.781. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 và tăng cường thêm một số biện pháp. Từ ngày 26 tháng 7, người dân thành phố được yêu cầu không ra ngoài đường từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, trừ các trường hợp như lực lượng chống dịch, cấp cứu, phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, xử lý sự cố,